Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà rất là tấp nập. Sau Tết rồi bà con ai cũng lo làm ăn để cuộc sống mưu sinh ngày càng tốt đẹp hơn. Đất nước đổi mới phát triển, dân giàu nước mạnh, xã hội ngày càng công bằng và tốt đẹp. Chứ không phải giống như cái lũ diệt tân chống cộng, cái đám ngụy nô, cái đám mà dân chủ cụi nửa mùa, rồi những cái thành phần mà theo bác và đảng chính trị cơ hội, rồi bắt đầu cái bất mãn chế độ bay qua chống phá, rồi nghe mấy cái đám mà diệt tân chống cộng ở hải ngoại rồi nó tiên truyền láo phét, rồi bắt đầu phái mê, bắt đầu chạy theo, bắt đầu cái quay qua chửi bới chế độ và xuyên tạc chống phá. Nên các bạn thấy hôm nay tôi like là thấy cái đám diệt tân nó tiên truyền láo phét về cái vấn đề mà cái chế gọi là chat GPT. Các bạn biết cái hệ thống này nó mới vừa ra đời của một nhóm lập trình mới, nó rất là siêu đẳng, nó bao gồm những cái trí tuệ của con người ta. Tụi nó đăng, nó bảo rằng là cái hệ thống chat GPT sẽ là mối đe dọa cho những cái quốc gia độc tài. Đúng là cái đám diệt tân này các bạn biết nó lừa đảo, nó lừa đảo mấy chục năm nay rồi các bạn biết. Ngày xưa Hoàng Cơ Minh lập ra chiến khu rồi bắt đầu lừa đảo giết người, các bạn thấy không? Bắt đầu tiên truyền láo phét về tới biên giới Hà Lào bắn vỡ sọ. À, bị bắn bỡ sọ xong rồi bắt đầu cha con tụi nó diệt tân lừa bà con kiều bào hải ngoại, những người mà người ta yêu nước chân chính, các bạn thấy lừa đảo rồi bắt đầu mới lừa đâu cả mười mấy triệu chứ đâu phải ít đâu các bạn. Cái thời đó mấy chục năm về trước các bạn biết tiền triệu đô lớn lắm đấy, cha con nó tới sau này mười mấy năm sau bắt đầu giấu hết nổi rồi, đi lộ ra. Rồi bây giờ nó lên mạng nó diệt tân canh tân, nó canh cái mã mẹ nó chứ nó canh cái gì, cái đám cái lũ diệt tân này mà canh cái gì các bạn. Vô trong cái diễn đàn của nó, mấy cái chỗ mà tụi nó xuyên tạc chống phá đất nước, các bạn biết tôi vô tôi chắc tôi mà phản hồi, mình phản hồi lịch sự nha chứ không phải mình chửi. Mà các bạn biết mình đưa ra những cái link, những cái đường link mà của tôi đưa tiếng của Mỹ, của những cái nước ngoài người ta nói về những cái tình hình thế giới rất đâu qua đó. Các bạn biết người ta nói chuẩn mực là nó khóa comment của tôi liền à. Mấy cái đám mà chống cộng các bạn biết, những cái diễn đàn tụi nó mở ở trên mạng, không gian mạng từ Facebook cho đến Pound Talk rồi Yahoo, rồi những cái blog 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 được blogger của tụi nó đâu cũng vậy. Các bạn biết nó xảo ngôn, nó xảo trá lắm. Nó vừa rồi nó nói rằng là cái chat GPT sẽ là một cái mối đe dọa với những cái quốc gia độc tài, rồi làm cho mấy cái dân mà mê muội không hiểu đầu quay qua phái trí. Các bạn biết cái hệ thống chat GPT đó nó tập trung những cái trí tuệ của con người và nó sẽ tiêu diệt một cái nền kinh tế, một cái hệ thống công ăn việc làm rất là lớn của những cái nước phát triển, rất là lớn. Tôi có cái link, các bạn muốn tôi sẽ đưa cho các bạn coi link những cái chuyên gia nước ngoài người ta đang cảnh báo về vấn đề hệ thống chat GPT. Cái hệ thống mới này nó tập trung một cái sự trí tuệ bộ não của con người, nó có thể thay thế những cái công ăn việc làm như là luật sư nè, những cái ngành nghề cố vấn nè, và về vấn đề mà lập trình các bạn biết nó có thể viết giúp những cái người mà viết lập trình rất là siêu đẳng, rất là nhanh lẹ và rất là siêu, những cái lập trình đó nó sẽ xóa sổ rất là nhiều công ăn việc làm của cái thời kỳ công nghệ cao, chứ làm gì mà đe dọa những cái quốc gia độc tài. Các bạn biết công nghệ cao mà như Việt Nam, về đời sống người dân Việt Nam người ta đâu có cần đâu. Các bạn thấy những cái quốc gia như Việt Nam người ta vẫn còn sống
tự cung tự cầu và tự cấp, chứ đâu có vẻ lệ thuộc vào những cái hệ thống mà tối tân mà siêu đẳng như Mỹ hay những quốc gia phát triển đâu, mà làm gì mà ảnh hưởng tới những cái quốc gia độc tài. Độc tài nào, người ta một đảng nó khác, độc tài là cái người đó giống như cái lũ diệt tân, các bạn thấy nó độc tài không, nó vô trong đó Đây là khu vực chống vừa. mà mình chat, mình phản hồi lại, comment lại nó, biện rồi họ luận lại với nó là nó không lợi, là nó Sao đẩy mình đây là ra. biển báo? Cái Bắt tụi được chống gì cộng của hải ngoại gì đó nó ngu muội lắm. Tôi nói với quý vị anh chị em các bạn trong nước, tụi nó là một cái lũ ô hợp đầu đường xó chợ, những cái quân gọi là quân ô hợp, mà một cái đội quân ô hợp mấy chục năm nay rồi, nó chống có ra con khỉ khô gì đâu, nó chống được đầu gì đường của xó quốc gia chợ, đang canh giờ chống mà dân sẽ bản lâu xứ, dạng tốc độ. chống mà dân bản xứ cọc đầu tụi nó còn thua con chó nữa quý vị ơi. Tôi nói thật đấy, tôi sống ở Mỹ hơn 30 năm, tôi hiểu cái đám chống cộng hải ngoại này. Tôi nói tiếng nói của tôi, mà tôi mà nói chia sẻ, tôi nói là không có tránh gió, không có bị đặt. Ông tôi lên đây không phải để câu view câu like, để có kênh để đặng mà được người này kia tung hô thế này thế nọ. Tại vì tôi chia sẻ thì khi mình yêu quê hương đất nước của mình thấy những cái sự tuyên truyền lão phép bịp bợm của cái lũ diệt tân ngụy nô lao nô ba họ, cái đám chống cộng cờ vàng toàn là lừa đảo, không có ra hồn vía hết trơn, ngồi đó ôm hận Đây thù, là ôm biển quá báo. khứ, ôm những cái thứ mà nó không có ra gì hết, trong khi thế giới con người ta sống, các bạn biết họ đang vươn lên từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Dân Việt Nam trong nước bây giờ, những giới trẻ rồi những trí thức trẻ, người ta Bắt được gì ăn học của quốc ngày gia càng đang hiểu canh biết, giờ? người ta càng vươn lên tìm hiểu và tìm tòi phát minh và những cái gì nó phù hợp cho đất nước, trong nông nghiệp, trong công nghiệp, mọi ngành nghề sản xuất, trong đời sống dân dụng, chứ không phải như cái Xa lũ cha mà diệt khỏi khu tân dân cư. rồi cái đám chống cộng hay ngoài đâu. Trời ơi, có quý vị biết tụi nó toàn là xảo trá bịp bợm tiên truyền, cầm đèn chạy trước ô tô, chat GPT nào mà làm đe dọa cái an ninh của những quốc gia gọi là độc tài đâu. Tốc độ gì Tào của lao hết quốc gia mẹ, đang canh có đụng giờ? nổi được. Tôi nói độc tài như như cỡ mà Triều Tiên nó đụng có nổi đâu, thằng Mỹ nó có dám đụng đâu, đụng vô đi nó dập cho thằng Nam Hàn không còn gì luôn chứ đâu phải giỡn đâu. Cuba kế bên Mỹ đó, dám đụng vô đâu. Mấy chục năm nay các bạn thấy nó ám sát ông chủ tịch Fidel Castro, các bạn thấy không biết bao nhiêu lần, mấy chục lần gì đó, 70-80 lần gì mà nó có giết ông nổi đâu. Mà cái đất nước Cuba nó sát bên thằng Mỹ đó, tới hôm nay mà thằng Mỹ nó vẫn còn cay cú, nó sợ Cuba bỏ cấm vận Cuba mà phát triển, thằng Mỹ nó sợ lắm các bạn. Các bạn tại vì nằm ngay sân sân nhà của thằng Mỹ mà, cách nhau có 45 dặm mà, nó khác bên đó. Bởi vì nó tìm cách nó kìm hãm Cuba. Thằng Mỹ nó điệu lắm chứ không phải giỡn đâu, nó là những một cái thằng buôn vũ khí, nó là một cái thằng gọi là tài phiệt đạo đức giả. Cái tụi Mỹ nó ghê lắm, phải sống trong nó rồi mới hiểu, mới biết nó về bản chất con người của nó. Còn bên ngoài thì cái gì nó cũng lịch sự, rất là nice á, bắt tay rồi yes sir, ai ai sir rồi ok thank you very much, rồi đụng cái oh I'm sorry, ta nói là lịch sự như Mỹ gì đó, thấy không? Bởi vì mấy cái đám mà mê mê mà Mỹ đó, chèn ơi, tôi mà chia sẻ nó ngồi đó nó khóc, đã đảo Lệ Minh, trục xuất Lệ Minh, thằng Lệ Minh nó chửi Mỹ, nó ăn cơm nó ăn cháo ra bát con mẹ họ, mình là mình cũng đói chết mẹ, mà nó cứ nói mình ăn cháo ra bát chứ đâu có bao giờ mà mình ngồi đó mình ăn ăn không ở không mà để thằng Mỹ nó ban phát cho mình đâu các bạn. Cái đám chống cộng toàn là lũ ô.
không có thằng nào ra cái một cái hệ thống nào hết trơn á. Tụi nó là lừa đảo, xuyên tạc, chống phá mấy chục năm nay, từ trước, từ khi chưa có mà internet là nó đã chống đủ kiểu đủ cách rồi. Rồi các bạn biết khi mà có internet mà ngày xưa Yahoo 360 độ, 60 á, là bắt đầu nó ráo riết, nó mừng lên vui vô đó, nó chống chống ráo riết, nó chống riết rồi Yahoo người ta dẹp cái mạng lưới Yahoo chat rồi, người ta dẹp xong rồi nó vô Pal Talk, rồi giờ Facebook, ôi thôi nó tìm đủ cách đủ kiểu để đặng mà nó phá hoại cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước, nó phá hoại, nó đạp đổ bát cơm của người dân Việt Nam. Các bạn thấy cần phải vạch mà cái lũ diệt tân ô hợp. Tôi nói tôi chửi mấy cái đám này mấy chục năm nay và tôi vẫn tiếp tục chửi chúng nó. Nó chẳng có ra hồn vía gì trên chị các bạn ơi. Nó lên đó nó chỉ lừa những cái đám mà dân chủ cụi trong nước ngồi đó mê diệt tân canh tân, rồi nó canh cái mã mẹ nó canh cái gì. Bản thân tụi nó ở nước ngoài toàn là lao nô, làm việc thì thấy mẹ dân bản xứ nó cóc đầu còn thua con chó đó. Dạ thưa mà ngoan lắm. Thằng Mỹ rồi dân dân bản xứ rồi nó chửi cóc đầu, dạ, yes sir, dạ, và ngoan lắm nha. Làm thì lủi thủi, lủi thủi làm không biết trời đất gì chân, làm không biết gì luôn mà cứ dạ thưa mà quay Việt Nam. Trời ơi, cộng sản nghèo, cộng sản cái dân, trong khi đó cái đất nước mà nó đang sống, chàng ơi, biết bao nhiêu những cái nan đề xã hội và cuộc sống mưu sinh, quý vị biết bao nhiêu những nỗi khổ mà người ta phải 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 mua lo hàng ngày. Thôi thì mình phải làm công việc đây, thì sau một mấy tháng mình khai quang xây dựng vùng kinh tế mới nhờ ông bác và đảng, mình tiếp tục xây dựng quê hương bằng những cái sức lực của mình có, sức người sỏi đá cũng thành cơm, quê hương là chùm cái ngọt cho ta chèo hái mỗi ngày, như vậy thôi quý vị. Hay xin chào quý ông bà anh chị các bạn nha. Bye 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 bye. Đây là thành quả mình đã làm được trong những ngày qua, từ một cái đầm lầy mình đã bồi đắp đưa lên trở thành một cái nơi sản xuất nông nghiệp tuyệt vời không. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Khó khăn nào thì cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Xin chào quý ông bà, xin các bạn lần nữa nha. Bye 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 bye.